Bàn chơi cũng kính là các đội chơi thủ nhất các nước nhất nhất danh năm em học sinh lớp mình trở về lớp học chuyển ghế xuống sân trường để chúng ta ổn định. Người lớp 10B. Đấy, mấy anh chị lẻ nhiều lớp đúng không ạ? Đang trở về với sân trường để gặp thầy Hà nhận nhiệm vụ. Cách đây khoảng 4 hoặc 5 năm đấy ạ, đúng không ạ? Mới ra trường 2 năm kia đến nhà. Thầy nhắc lại lần nữa. Mấy anh kia kể như là lớp chị. Đây là các em học sinh được cô ấy chọn. Các em khẩn trương trở lại sân trường để chúng ta. Yeah.